con kính thỉnh trên sư phụ châm ngọn đuốc lên đài. Xin toàn thể đại chúng dành một tràng pháo tay thật lớn để mong nguyện rằng ngọn đuốc của tinh thần đoàn kết dân tộc, của tinh thần truyền tải và diện thêm một mắt mãi trường tồn. Chúng con xin cung kính đảnh lễ và thành kính giới thiệu sư phụ Thích Trúc Thái Minh, chủ trì chùa Ba Vàng, trưởng ban tổ chức chương trình. Tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình văn nghệ kỷ niệm 764 năm sinh nhật Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Hội Diên Hồng kính già thắng giặc, lòng từ bi chiết phục muôn dân. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Quân Nguyên Mông nuôi dã tâm bành trướng lãnh thổ, thâu tóm Đại Việt, họa xâm lăng đang đe dọa vận mệnh của dân tộc. Việc chống giặc cốt yếu phải thỏa hiệp lòng dân. Vậy châm hỏi các vị, chúng ta nên hòa hay nên đánh? Nên đánh, nên đánh, nên đánh. Nên hòa hay nên đánh? Nên đánh, nên đánh, nên đánh. Vậy Nhân Tông con, lòng can đảm và ý chí quật cường của các bô lão đã rõ. Này ta giao cho con, hãy điều binh khiển tướng, mang chiến thắng vẻ vang về cho quốc gia San Tắc. Nhi thần đã rõ, thưa phụ vương. Với sự đoàn kết, hòa hợp của quân dân Đại Việt đã khiến đội quân tinh nhuệ của đế quốc hùng mạnh tan theo bột sóng bật đằng giang. Hoắc Hoan Tô Trần phải trốn vào ống đồng để chạy về nước. Mừng thay Sơ Tổ sinh ra đời, độ thế giảng đạo khắp muôn nơi, diệt khổ chúng sinh về bến giác, muôn loài hạnh phúc thảy mừng vui. Ngài là tấm gương sáng chói cả về đời lẫn đạo cho tất cả chúng ta noi theo tu học. Quy ngưỡng Đức Sơ Tổ, trở về nguồn cội Yên Tử, non đỉnh Phù Vân, bước theo dấu chân Phật Hoàng đã đi, tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng chúng ta cần phải tinh tấn tu tập Phật pháp, phát khởi tâm Bồ Đề và ứng dụng sáu pháp lục hòa để làm lợi ích trong đời sống hiện tại cho bản thân và cho tất cả mọi người. Việc làm này thể hiện sự truyền tải Phật pháp, làm lợi ích cho thế gian và cũng là chúng ta đang góp phần tiếp nối tinh thần hòa quang đồng trần của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.